Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tường thuật bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn ở phía trước. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Apart và tôi cùng với biên luyện viên Kiên Daki rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kiên Daki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Lewandowski pha thoát xuống rất đẹp, rất đẹp đi. Như vậy là lưới đã rung lên. Đó là một tình huống phối hợp rất ăn ý và bàn thắng là rất xứng đáng. Ivan Perisic, Jamie Vardy, khoảng trống, chuyền bóng, Goretzka, cản phá, đã có tình huống phạm lỗi. Họ sẽ được hưởng một quả đá phạt. Jamie Vardy. Tình huống sẵn rõ trước cầu môn. Rất gọn gàng và chính xác. Matheus. Hướng chuyền đã bị chặn lại. Jamie Vardy rất quyết tâm. Aubameyang. Raheem Sterling. Lewandowski. Totti. Matuidi. Jamie Vardy. Nỗ lực triển khai bóng. Jamie Vardy. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Ivan Perisic. Matuidi. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Totti. Aubameyang. Aubameyang. Chuyền bóng. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Matheus. Totti. Beckham. Aubameyang. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Rất hay. Tình huống cú volley không vào. Hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Hướng chuyền đã bị chặn lại. Giữ bóng, lẽ ra cầu thủ này nên thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Sterling. Đường chuyền rất tốt. Sóng gió đã qua trên cầu môn. Cú sút từ rất xa. Như vậy là lưới đã rung lên. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Phạm lỗi rồi. Silva. Beckham. Thiago Silva. Beckham.
hai đội đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau trong từng đấu pháp và từng con người, thì việc tỏa sáng của một cầu thủ cũng là yếu tố quyết định của trận đấu. Hero Goretzka, Aubameyang, Phát Con, Jamie Vardy, Chọc Ghê. Anh sẽ làm gì đây? Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi, rất gọn gàng và chính xác. Tha thấp xuống rất nhanh. Lewandowski, những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Morata, Hero, pha bóng rất cố gắng, chuyền bóng, Morata, dứt điểm, một cú sút. Thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính và căng thẳng, và có không ít các pha tiểu xảo của các cầu thủ hai đội dành cho nhau ở những phút vừa qua. Việc một đội bóng ép sân và kiểm soát thế trận trong suốt thời gian thi đấu nhưng không mang lại hiệu quả sẽ là con dao hai lưỡi, khi mà chỉ cần một đòn phản công sắc bén của đối phương thôi thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Đang khiến cầu thủ này đánh mất đi sự tinh tế của mình. Dứt điểm. Như vậy là lưới đã rung lên. Sự kiên trì bền bỉ, tấn công không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp. Khách quan mà nói thì bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Sẽ có sự thay đổi người. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được bàn thắng cơ hòa. Bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ. Hero, Matuidi, đường chọc khe rất thoáng. Trận đấu đã kết thúc. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.